kẻ bắn chết đại ca giang hồ gọi điện thoại để đầu thú. Mười ngày bỏ trốn sau khi bắn chết đại ca giang hồ Trần Cao Nguyên, Hoàng Anh đã gọi điện thoại tới công an. Công an Hà Tĩnh cho biết Lê Hoàng Anh, 30 tuổi, trú xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, nghi can bắn chết đại ca giang hồ Trần Cao Nguyên, 34 tuổi, trú xã Đức Thanh, đã ra đầu thú lúc 20 giờ ngày 1 tháng 10. Sau khi gây án, Nghi can đã trốn ra miền Bắc. Bên cạnh cử người truy bắt, cảnh sát đã tiếp cận, vận động người thân thuyết phục Hoàng Anh. Anh ta sau đó đã gọi điện tới công an Lạng Sơn đầu thú, một cán bộ công an nói. Theo tài liệu điều tra, Hoàng Anh và Nguyễn Sông Thao, chủ tiệm cầm đồ, có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 9, Nguyễn Xuân Tập, em trai Thao, gọi điện thoại cho Hoàng Anh, hỏi về việc này. Hai bên to tiếng, thách thức đánh nhau. Bực tức, thao rủ thêm nhiều người đến dằn mặt Hoàng Anh, trong đó có đại ca giang hồ tại khu vực này là Trần Cao Nguyên. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, hàng chục người đi ô tô xe máy tới nhà Hoàng Anh. Nguyên là người đầu tiên bước xuống ô tô đi vào cổng và đã bị Hoàng Anh cầm súng thể thao phục sẵn, bắn một phát vào ngực khiến bị thương nặng. Nguyên quay đầu cùng các đệ tử vội lên ô tô và xe máy bỏ chạy, Hoàng Anh tiếp tục truy đuổi, bắn tiếp một phát vào nóc chiếc Innova rồi trốn khỏi địa phương, nguyên sau đó tử vong do mất máu cấp. Theo nhà chức trách, Hoàng Anh là chủ quán Internet và cầm đồ kim cho vay nặng lãi ở xã Đức Lạc. Vài năm gần đây, anh ta giàu lên nhanh chóng. Ngày 26 tháng 9, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Hoàng Anh về tội giết người, theo Điều 123 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào